Xin chào quý vị và các bạn Việc thanh lý uh, mấy cái lụng vùng là quạt này uh, về cho quý vị nghiên cứu đồ chế nha về chai thôi cặp vỏ này bán chịu luôn cặp bát cũng đẹp nè Nói chung là nhiều thứ đẹp giá rẻ lắm ừ. Có có hai cái món này là bảo đảm là quý vị và các bạn kiếm hoài là không bao giờ có chỉ có việc bán cái này thôi đây là cái thường ta mình hay gọi chơi là cửa sổ của người gọi là cái cái cửa sổ chơi cho vui nhưng mà thực thật cái này là nó là tán âm cho cái chép cội á cái này có thể xài cho cội uh, nào mà nó có kích thước như vậy cầu nào cũng được rồi mỹ cội di beo cội xăng su cồi gì cũng được hết chép giấy cũng được luôn nó tán âm thì cái uh, kích thước của cái này á là cái chiều chiều này nè chiều dài này nè từ đây qua đây là 15 ha còn đây qua đây là 8,5 đây qua đây là 8,5 đó cái cặp này á, thấy nó đơn giản vậy chứ không phải dễ kiếm đâu quý vị và các bạn lúc trước mà mình à, xài một cái cặp mà JBL thiếu cái này mua đến một triệu đồng một cặp đó, quý vị và các bạn đó. cái cặp này thì à, việc bán cho quý vị và các bạn á 300.000 bao ship cái này là hàng bãi chính hãng nha không phải là hàng với vô va vô vẫn hàng mình làm đâu mà ở đây cũng không có làm được cái này quý vị nhìn thấy đi không làm được rồi cái này ở đây cũng không ai bán nữa nè cái tem anh test là xin mà tem này là tem xịn nha rồi cái đường kính cái dòng tròn này là sáu năm còn cái đường kính ở bên trong này thì nó khoảng 5 hơn 5 cm chút xíu ở đây mình có lấy một cái nè này là nó bằng uh, kim loại bằng uh, nhôm bằng gì đó cái này chắc bằng bằng nhôm quá bằng nhôm nguyên cái miếng bên trong này nó bằng nhôm nha chữ này cũng vậy luôn nha chứ không phải bằng mũ nha đó. thì đây mình có hai cặp anh tế là xin về về các bạn nào mà có anh tế là xin đó mà nó đang mà thiếu tem này nè giờ gắn vô đó đây này. cái này là cực kỳ khó kiếm bằng kim loại ở bên trong cần mà mua không có. Rồi. Thì à cái này á mỗi một cặp là bán 500 000 bao ship. mỗi cặp tem 500 000 ha. Rồi, ở đây là một cặp chép của Bio nữa. Đường kính là 10. Cái đường kính vòng tròn này là 10. Rồi, cặp chép này à là siêu chép giấy từ Aneco, zin nguyên bản. 950 000 bao ship Thành lý giá bèo nhèo luôn Rồi à, Tiếp tục là cái vỏ thùng Cái vỏ thùng à, này à, là vỏ thùng của Nhật Bông tiêu âm còn đầy đủ Bắt cho bát 30 ha Bắt cho bát 30 Giờ là kích thước là sâu là 28 Chiều sâu Đây vô đây là 28 này Chiều ngang Đây qua đây là 42 Và chiều cao Cao là 64 Và cái lỗ này nè về vị các bạn có thể lắp lại hay là làm gì đó nghiên cứu từ lọt lòng từ đây qua đây là 34 đây xuống đây là 16 đó, bông tiêu âm còn đầy đủ hai lỗ thông hơi phía trước gỗ lan đem quạt rồi để quay ở phía sau cho quý vị và các bạn xem nha ở phía sau bảo về của các bạn cái vỏ này thì không có ai căng nha không có ai căng vậy tự làm ai căng tự chế sao đó thì tự nghiên cứu Hả? cái lỗ sau là để bắt phân tận mình muốn lắp lại bắt nhọt lớn tì gỗ lạng đẹp này về tuốt nhẹ phát một ha. vì đánh cái vẹt ni lên là đẹp thôi cặp này bán 1 triệu một triệu không bao ship lưu ý một triệu không bao ship đừng mà cái trái giá khỏi mất thời gian rồi cái cặp bát này mới giữ nè quý vị và các bạn bát sang xuôi to nặng khủng khiếp luôn cái trùng uh, số luôn nè 430705 430705 cái bát này sang xuôi nó chỉ để 8 ôm thôi không để như quá nha đặc biệt là từ Anico mà từ uh, từ Anico từ tròn tròn 2468 2 4, 6, cục từ đó, tượng hít rất là mạnh, rất là nặng nha quý vị và các bạn. Lo thì diêm. Bát này là bát 30. Màn giấy gân vải. Gân vải dầu còn mềm ha. Nặng quá trời. Đó, quý vị và các bạn. Lo đẹp. Nguyên bản luôn, chưa có đụng chạm sửa chữa bất kỳ một cái thứ gì trong này hết. Cặp bát này không phải là dễ kiếm, quý vị nào cần thì mua về nghiên cứu bắt 30 nha nói thật nói 30 nhưng mà nó hơn nó khoảng 30,5 30, 30, 31 ấy, chứ không dưới 30 dây à, còn cậu gì còn hai zin hết rồi cái cặp này á là việc bán cho quý vị và các bạn á giá là 2 triệu 700 000 đồng không bao ship 2 triệu 700 000 đồng không bao ship không mà cả giá Cảm ơn quý vị chào quý vị